Nhân xin chào tất cả quý vị khách hàng. Hôm nay thì Nhân sẽ quay lại cái khu cát tường Vũ Sinh để Nhân cập nhật lại từ hồi trong Tết cho tới thời điểm này thì nó có cái gì thay đổi không. Rồi xin mời mọi người theo Nhân nha. Tổng ra thì nếu như mình nói về cái mặt bằng chung á thì tại cái khu Bãi Kỳ Quan Thế Giới hiện tại rất là nổi rồi. Nếu như mình tính từ cái ngày từ ngày 26 Tết cho tới thời điểm này thì lọt qua ngày hôm nay thì khách mới vắng lại thôi, chứ còn mà từ bữa 29 cho tới ngày mùng 10 Tết đó thì khách hàng những cái người người dân ở nơi khác đó họ tới đây tham quan rất là đông, phải nói là cực kỳ đông luôn nha mọi người. Thì mọi người cứ lên Facebook rồi này kia đó thì những các bạn trẻ đó xem phi rồi chia sẻ rất là nhiều về cái khu cát tường Vũ Sinh, mà đặc biệt nhất là cái khu Bãi Kỳ Quan. Thì bây giờ thì hồi nãy Nhân có chạy ở trong kia một vòng rồi thì Nhân thấy cũng có mấy căn nhà họ đang động móng là chuẩn bị xây nhà luôn nha mọi người. Thì bây giờ bữa nay thì nếu mà tính từ bữa nay thì còn khá sớm, cho nên là Nhân thấy mới có vài căn mọc lên thôi. Còn ở trong đây thì có những cái quán cà phê thì bên những cái khách hàng họ đang xây dựng, thì mình thấy thấy hiện tại là nó rất là lớn, đầu tư rất là hoành tráng đó, nhưng mà có đẹp hay không thì lúc mà mình chờ tới hoàn thiện thì mình sẽ biết được cái khu đất hiện tại như thế nào. Còn bây giờ thì như Nhân nói hồi trong năm rồi đó, thì năm nay đất ở tại khu cát tường Vũ Sinh của mình nó lên rơi vào tầm khoảng từ 10-15%. Thì đó là những cái lô đất của những cái khách hàng người ta ký gửi bán lại cho mọi người. Còn hiện tại bên công ty bây giờ thì họ đã bán cái giá thấp nhất là 10,5 triệu tới 11 triệu một mét vuông rồi. Cho nên đó là cũng là một cái cơ hội rất là tốt để cho những cái khách hàng mà đã mua đất, sở hữu đất tại các tổ chức sinh rồi thì đầu tư bán lại sẽ có lời. Nói như trước mặt của mình là mình thấy một cái căn nhà Nhân nghĩ là sẽ đầu tư một cái nhà hàng hay khách sạn gì đó, chứ không có đơn thuần là một căn nhà mà xây quá rộng quá hoành tráng như vậy. Nhân nghĩ có thể là một cái nhà hàng hoặc là một cái khách sạn nha mọi người. Thì cái đó là khi nào hoàn thiện thì mình mới biết được. Còn bên đây thì ngay trên cái góc view hồ với lại khu lịch sinh thái thì cũng có một cái quán. Thì nếu như mình nhìn vào cái mẫu thiết kế là mình biết chắc là cái quán cà phê rồi. Đây mọi người thấy ha. Cái kiến trúc thì nó hiện tại nó chưa xong thôi, nhưng mà nhìn cũng khá là đẹp đó. Còn cái khu lịch sinh thái thì đặt rồi. Đợt rồi là Nhân cũng có thông báo với tất cả quý khách hàng là chuẩn bị làm, nhưng mà có một cái số trục trặc gì đó cho nên là công ty dời lại, có thể là trong vòng năm nay. Thì năm nay là một cái hy vọng rất là lớn cho những cái khách hàng mà mua hồi lúc đợt 7, mua những cái lô gần ở bên khu lịch sinh thái. Nếu như mình so mặt bằng chung thì khu du lịch sinh thái các tàu Vũ Sinh, đặc biệt là công viên Bãi Kỳ Quan Thế Giới là hiện tại đang rất là nổi rồi. Cho nên chỉ cần mà khu lịch sinh thái các tường Vũ Sinh chuẩn bị làm và hoàn thiện cái khu du lịch sinh thái như ban đầu đã đề ra thì lúc đó là cái giá đất ở đây nó sẽ khác rất là nhiều nha mọi người. Bởi vì mình rất là đơn giản thôi, là người khách hàng mình chưa có những cái tiện ích gì lớn hết, chỉ có những cái công viên ở trong cái khu các tường Vũ Sinh thôi, mà cái giá đất nó càng ngày càng tăng và cái lượng khách hàng họ đến đây họ tham quan và giao dịch rất là nhiều. Thì chỉ cần những cái tiện ích lớn chẳng hạn như là khu lịch sinh thái hoặc là trường học, bệnh viện này kia đó, thì lúc đó là cái giá đất của mình nó sẽ tăng vọt lên nha mọi người. Còn bây giờ thì nếu như mình nói về đầu tư thì khu cát tường Vũ Sinh này nó còn cơ hội đầu tư cho mình rất là nhiều, bởi vì có những cái khách hàng nhiều khi là họ bị kẹt tiền hoặc là cần một số tiền để làm một cái công việc gì đó gấp đó,
là họ bán và họ ký gửi lại, cái giá nó cũng khá là vừa phải chứ không có tới nỗi mà quá mắc cho mọi người. Thì có những cái khách hàng mà ký gửi đó thì Nhân nếu mà so sánh với thị trường á thì Nhân là chắc chắn là nếu như mình đầu tư mình bán lại là vẫn giá vẫn còn tốt. Còn nếu mình nói về mà mua để xe nhà ở thì cái đó là khỏi bàn rồi. Ở đây thì cũng có một cái quán cà phê cũng chuẩn bị sắp xong. Còn những cái lô mà view công viên Kỳ Quan, Bãi Kỳ Quan thì hiện tại chỉ mới có 3 căn nhà thôi. Hiện tại chỉ mới có 3 căn nhà làm qua view qua công viên Kỳ Quan. Nhưng mà làm nó cũng chưa có đẹp lắm. Nó chỉ cần quý vị khách hàng mình, người nào, khách hàng nào mà có tiền đó thì về đây mình đầu tư. Đầu tư mình xây lên những cái quán nó nhìn nó chắc chắn hơn và nó đẹp hơn. Thì lúc đó là khách du lịch nó sẽ càng ngày càng thu hút hơn nha mọi người. Thì bữa nay là thứ hai nhưng mà những cái bạn trẻ ở Sài Gòn xuống đây cũng khá là nhiều chứ không có ít nha mọi người. Thì Nhân cũng thông báo cho tất cả quý khách hàng mình hiện tại mấy cái tháng đầu năm này khi mà Nhân lên đây đó thì cái nắng ở đây nó cảm giác nó rất là gắt nha mọi người. Ví dụ như mình xuống đây mình tham quan thì nếu như mình xuống thì mặc áo phát là chắc chắn một điều rồi. Còn nếu như được á, mình xuống mình chụp hình và mình cởi áo phát ra thì quý khách hàng mình hãy đem theo cây dù. Bởi vì Nhân thấy những cái bạn trẻ khi mà chụp hình xong đó đi ra là mặt mày rồi đỏ hết, rồi nó chảy mồ hôi nhìn thấy rất là cực nha mọi người. Nên là mình cứ đem theo một cây dù để mình phòng ngừa. Vì nắng rất là nắng. Còn bây giờ thì nếu mình nói về khu du lịch Sông Trăng thì bữa nay phải nói là nó hoàn thiện nó 100% rồi. Mình nhìn rất là đẹp. Ở đây có một cái căn nhà của một khách hàng xây rất là đẹp cho mọi người. Nhìn rất là kiên cố. Và cái căn nhà đó là diện tích 520 thì chừa 2 mét sân là còn 518 nha mọi người. Như bữa nay mình xuống mình nhìn lại cái đường view của kênh Sông Trăng thì nhìn rất là đẹp rồi, rất là đẹp, rất là thoáng. Thì hiện tại thì cái cây ở đây nó cũng khá là lớn nha mọi người, cho nên là cái cảm giác mình nó cũng mát mẻ hơn. Trong năm 2018 này thì đa số quý vị khách hàng mình đi mua đất thì hầu như nói về cái hướng Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh là đa số những người khách hàng mình sẽ mua được của những cái khách hàng ngoài của những cái người dân họ bán lại thôi. Chứ năm 2018 này thật sự là cái đất nền và cái nhà phố tại khu Tây Bắc nó rất là hiếm, nó là cực kỳ hiếm cho mọi người. Vì năm rồi năm 2017 thì đa số những cái chủ đầu tư họ đã bung ra hết những cái sản phẩm của mình rồi, cho nên là năm nay những cái sản phẩm đất nền nhà phố rất là hiếm. Thì đó cũng là một cái cơ hội để những cái nhà đầu tư nhà phố đất nền họ bán lại, nó sẽ cái giá nó sẽ cao hơn. Như năm nay thì Nhân xuống cái khu vực này thì hầu như nếu mà nói về đất phân lô thì chỉ có một là công ty Trần Anh Group, hay là các từng group thôi, chứ hầu như là những cái đơn vị nhỏ lẻ là không còn sản phẩm để mà bán nữa. Còn nói về Đức Hòa thì chỉ có 2 công ty lớn thôi nha mọi người, một là Trần Anh, hai là các tuần thôi. Thì hầu như là họ đã thâu tóm được những cái vị trí rồi những cái khu dân cư hoặc là những cái chỗ vị trí đất đẹp đó họ phân lô họ bán lại. Thì hầu như là khoảng 90-95% mà năm rồi là họ cũng đã bung sản phẩm hết rồi, cho nên là năm nay thì nó không có còn nữa. Mặc dù còn thì nó sẽ rơi vào những cái vị trí nó sẽ xa hơn chứ nó không có còn gần trung tâm Sài Gòn như những cái khu dân cư hiện tại nữa.
Ở đây là mình cuối đợt 6 nha mọi người. Bây giờ mình sẽ quay lại về phía bên trong để mình tiếp tục tham quan khu Cát Tường. Trước mắt quý vị là cách lóc nhà M3. Lóc nhà M3 thì bữa nay là khách hàng ở cũng khá là nhiều rồi. Bây giờ mình quẹo ngược lại nha mọi người. Thì bên kia mình có cái công viên đó. Thì bây giờ là hiện tại là công nhân chưa có làm nha mọi người, cho nên là mình thấy nó hơi vắng. Thì vài bữa đó là những cái công nhân họ sẽ tập trung lại để mà họ tiếp tục làm để cho hoàn thành luôn. Thì nó rơi vào tầm khoảng 20 ngày nữa. Trong vòng 20 ngày nữa thì cái công viên sẽ xong. Còn đây là trước mặt của mình là lóc nhà M3 ha. Nói như người khách hàng mình thấy là người dân về ở rất là nhiều rồi. Còn bên cái khu vực đợt 10 bên kia đó thì mình cũng thấy có mấy cái căn nhà xây trong Tết thì bây giờ cũng đã hoàn thiện hết rồi đó mọi người. Thì Nhân cũng giải thích cho tất cả người khách hàng mình cũng biết được là tại sao mà cái khu Cát Tường Quốc Sinh lại thu hút dân nhanh như vậy. Thì mỗi một đợt bán thì bên công ty có hỗ trợ những cái gói vật liệu, khoảng 20 gói cho tới 40 gói vật liệu, gói Cát Tường an cư thì chỉ giá 50 triệu đồng đó. Cho nên là khi mà người dân mua rồi đó cũng khuyến khích người dân họ về đây để họ xây nhà họ ở. Nó sẽ nhanh hơn và nó tốt hơn. Giúp cho cái những cái người khách hàng, người dân á về đây họ mua thì cũng tiết kiệm được một số chi phí cho mọi người. Đây lóc nhà mình là 4. Này là công viên Hoa Đăng. Công viên Hoa Đăng thì bây giờ công ty cũng đã chuẩn bị bắt tay vào làm rồi. Thì khi mà chỉ cần công ty bắt tay vào làm thì những cái lô đất xung quanh cái khu vực này nó cũng sẽ lên giá. Thì trước mặt của người hàng là lóc nhà K1. Lóc nhà K1 thì dân về ở cũng khoảng 70% rồi. Thì bên kia có một cái quán cà phê là đối diện công viên khủng long rất là đẹp cho mọi người. Còn ở đây thì như dân nói lúc nãy đó là có những cái căn nhà đang đóng móng. Như trước mắt của mình. Trước mắt của mình là lóc K3 cho mọi người. Thì quý vị khách hàng mình nếu như mình muốn xây dựng mà quý vị khách hàng có những khách hàng là thắc mắc là tại sao mà mình thanh toán 95% rồi thì mà chưa có giao đất, thì chỉ cần quý vị khách hàng mình khi nào mình muốn xây nhà hoặc là mình muốn nhận đất thì mình cứ liên hệ với công ty vòng trong một tháng thì nó có 2 ngày, ngày 16 và ngày 24 hàng tháng là công ty sẽ giao đất cho mình, nhưng mà mình phải báo với công ty thì họ mới biết đường giao cho mình nha mọi người. Chứ công ty nếu như mà giao thì giờ giao từng đợt tập trung thôi chứ không có giao mà lẻ lẻ. Ở đây mình thấy một căn nhà mới hoàn thiện rất là đẹp cho mọi người, cực kỳ đẹp. Ở đây thì cũng có một cái quán cà phê, một cái lô gốc cũng rất là đẹp, rất là thoáng. Và dưới đây thì được một cái là giá nước, giá cà phê này kia là rất là vừa phải cho mọi người. Cho nên là mình cứ an tâm mà vô đó để mình uống nước và mình nghỉ ngơi, chứ không có bị chặt chém giống như những cái khu du lịch lớn. Như hiện
tại thì mình thấy những bạn trẻ Sài Gòn xuống đây selfie rất là nhiều. Thì chỗ công viên Kỳ Quan mình ở đây là như trước mắt mình thấy là nhà vệ sinh nha mọi người. Để có nhiều khách hàng thì không biết thì phải chạy đi vòng vòng đi kiếm. Ở đây là nhà vệ sinh. À, như trước mặt của mình là mình thấy một cái quán cà phê cũng khá là nhiều khách hàng. Ở đây thì nếu như mình những cái ngày thứ bảy chủ nhật á, thì những cái khách hàng mà xây nhà ở đây á, kinh doanh về cái mảng mà gửi xe, cho gửi xe rất là tốt nha mọi người. Bởi vì ở trên Sài Gòn người ta xuống á, thì khi mà để ở đây thì cũng rất là an tâm, không có bị mất. Nhưng mà để ngoài đường thì người ta cũng sợ, cũng ngại. Cho nên là người ta cũng sẽ gửi vào đó. Cho nên là những cái người mà những cái lô đối diện Kỳ Quan đó mở cái dịch vụ mà gửi xe đó rất là tốt. Còn mình nói về cái giá đất của khu Cát Tường Quốc Sinh này thì hiện tại cái giá nó rất là vô chừng. Có những người khách hàng thì họ nếu như mà họ kẹt tiền thì họ sẽ gửi một cái giá bán khác, và những cái khách hàng mà đầu tư thì gửi bán, nhưng mà cái kiểu là nếu như mình bán được thì được, còn không được cũng không sao, thì nó cái giá nó sẽ khác. Cho nên là cái giá nó rất là vô chừng, thì nhân sẽ không có nói cái giá chính xác cho tất cả người khách hàng. Bây giờ hiện tại mình thấy ở bên đợt 3 với lại đợt 5 thì rất là sung rồi nha mọi người. Nhà mọc lên rất là nhiều. Bây giờ những cái căn nhà phố tại Cát Tường Quốc Sinh thì hiện tại là cái giá nó lên cũng rất là nhiều rồi. Ví dụ như những cái lóc nhà Y1, Y2, Y7 thì những cái căn nhà đó bây giờ là cái giá nó sẽ trên 1 tỷ hết rồi nha mọi người. Ví dụ như cái lóc Y1 lúc trước là người ta mua, khách hàng mua là 1 tỷ 030 cho tới 1 tỷ 050 triệu đó, thì bây giờ bán là cũng khoảng 1 tỷ 1 trên 1 tỷ 1 một căn hết rồi. Đó, như mình thấy cái lóc nhà trước mặt của mình là lóc nhà V2 đó, thì lóc nhà đó cũng đã hết rồi, không còn căn nào hết. Và hiện tại là công ty chỉ còn bán cái lóc nhà R1. Đó, như bên đây thì mình có một cái công viên, thì bên công ty cũng sắp hoàn thành cho mình rồi. Đây là một cái căn nhà với cái diện tích là ngang 5m, dài 10m, xây rất là đẹp, kiến trúc rất là đẹp nha mọi người. Đây là thêm một cái công viên sắp hoàn thành. Lại là một cái niềm vui cho tất cả người khách hàng mình muốn xây nhà vòng vòng cái khu vực này. Còn bên đây thì hiện tại là công ty bán với cái giá trên 500 một lô. Diện tích thì cũng khá nhiều diện tích nha mọi người. 42, 50 và 48. Cái khu vực này là nó thuộc của đợt 3 giai đoạn 2. Nếu mà đợt 3 thì mình mua cái khu vực bên đây thì hiện tại đã có sổ hết rồi. Mấy cái khu bên đây thì mở trước cho nên là rất là sung, nhà rất là nhiều. Đây là một cái căn nhà cũng của khách hàng của Nhân đó, thì qua hỏi Nhân hỏi là chi phí xây xong hết là khoảng 350, diện tích là ngang 4m, dài 16m.
nó cũng được hai phòng ngủ nha mọi người, một phòng ngủ ở dưới và một cái phòng ngủ ở trên trên gác. Thì cái nhà đó nếu như mình ở thì khoảng khoảng 4-5 người là ok, là ở được, ở tốt. Rồi sẵn tiện đây thì Nhân cũng quay luôn cho tất cả quý khách hàng mình biết được cái khu Lisiton Garden. Thì bên đây thì bên chủ đầu tư thì họ Nhân theo thông tin Nhân được biết thì hồi trước là hầu như là họ đầu tư đất ở trên Sài Gòn nhiều, và ở đây là lần đầu tiên là họ xuống khu vực Long An. Thì bên đây theo cái thông tin sơ bộ là công ty bán khoảng 7,2-7,5 triệu một mét vuông. Hạ tầng thì bên công ty họ đang làm. Và nếu như còn về cái hình thức, hình như là mình trả góp là 12 tháng. Nhân cũng không rõ lắm, 12 tháng hay 24 tháng gì đó. Vì vậy Nhân không có tìm hiểu cho nên là Nhân cũng không rõ. Nhân chỉ quay cho mọi người xem thôi nha. Thì cách đây cũng 2 tháng rồi. Hạ tầng thì Nhân thấy hình như là nó cũng chưa. Đây là lần đầu tiên Nhân vô luôn nha mọi người. Nhân có chạy có vô thấy thôi nhưng mà chưa có chạy vô đây. Thì bữa nay chạy vô đây thì thấy hầu như là hạ tầng chỉ mới có ban mặt bằng thôi. Còn làm chưa thấy rõ được cái đường. Nó như trước mắt của khách hàng là mình thấy cái bụi cây đó là họ ôm để mà họ trồng ở trên lề đường đó. Và hiện tại là ở đây là giống như là mới chỉ có sang lắp mặt bằng thôi, chứ hầu như là chưa có thấy một cái gì hết. Nên là họ bán với cái giá thì cũng khá là tốt. Còn ví dụ như bên Phúc Sinh đó, thì thường thường ví dụ như là chỗ nào có cái công viên thì công ty sẽ làm cái công viên trước, rồi đào đường lên. Nói chung là nó sẽ hình thành một cái con đường, thì lúc đó là công ty mới cho giữ chỗ. Và khi giữ chỗ là rơi vào tầm khoảng mỗi một đợt bán là khoảng một tháng đó. Thì xong một tháng đó là mình quay lại là hầu như là xong khoảng chừng 50% tới 60% rồi là công ty mới mở bán. Còn ở đây là Nhân thấy là đã bán cho khách hàng cũng rất là nhiều rồi, hình như là cũng sắp hết rồi đó mọi người. Mà cái hạ tầng thì thấy nó cũng chưa rõ nét lắm. Cái chỗ này hồi trước là một cái nhà máy phân bón đó. Lúc mà công ty còn nhà máy phân bón nó còn hoạt động đó, thì nó rất là hôi. Những cái vị khách hàng nào mà chỉ cần đi ngang cái khu vực này thôi là hôi là chịu không nổi rồi. Mà khi mà nó giải tỏa thì cũng rất là mừng. Thì mới đầu là Nhân cũng tưởng đâu là tính đâu là bên công ty Cát Tường mua, nhưng mà cuối cùng không phải là Cát Tường mà là một cái chủ đầu tư khác họ xuống đây. Thì thường là những cái chủ đầu tư lớn ấy, họ làm theo cái kiểu chiến lược. Ví dụ như là nếu như mà họ làm hạ tầng nhanh thì họ sẽ bán cái giá nó sẽ cao hơn. Còn những cái chủ đầu tư mà họ bán cái giá mà nó hơi mềm, hơi tốt hơn so với khu vực đó, thì cái hạ tầng nó sẽ rất là chậm, nó sẽ chậm hơn so với những khu khác. Đây là quỹ đất của trung tâm thương mại cho mọi người. Hiện tại nếu như mà quý vị khách hàng mình nói về đầu tư tại khu Cát Tường Phú Sinh thì nó còn rất là nhiều cơ hội, nó còn rất là nhiều cái tiện ích để mà mình chờ, mình đợi. Chẳng hạn như là trong vòng năm nay thì cái tiện ích là khu là sinh thái nó mọc lên, rồi sau này là trường học, bệnh viện này kia là nó mọc lên nữa, thì lúc đó là cái cơ hội sinh lời nó rất là cao, cực kỳ cao nha mọi người. Cái khu vực này thì nhà cũng rất là đông rồi. Ở đây là đợt 2 cho mọi người. Bây giờ ở ngoài đây thì những cái căn nhà này khách hàng họ ký gửi cũng rơi vào tầm khoảng trên 1 tỷ một căn. Lúc đầu mua là 780 triệu. Quán cà phê Zombie nha mọi người.
Quán cà phê Zombie này hiện tại kinh doanh rất là tốt. Nhân thấy lúc nào cũng có khách hàng hết. Còn cái phía sau này thì cũng có thể là của bên dự án Lichiton Garden nha mọi người. Thì Dân chưa biết thông tin thì Dân không có dám nói chính xác được. Nó như ở đây thì mọi người mình thấy là đang san lấp mặt bằng rồi. Thì chỉ cần mà họ làm cuốn chiếu như vậy đó, những cái chủ đầu tư mà họ đầu tư theo kiểu cuốn chiếu đó, thì những cái khách hàng mà ở những cái khu vực ngoài thì lúc đó nó sẽ sinh lời rất là cao. Bởi vì mình mỗi một lần mà nó mở khu dân cư thì nó rơi vào tầm khoảng từ 500 cho tới 1.000 nền. Thì vô tình những cái đường đi vào đó, thì những cái khách hàng ở trên trục đường đó nó sẽ tăng giá lên, và mình bán lại thì nó sẽ sinh lời rất là cao. Còn đây là hồ sinh thái 20 hectare. Ở đây là những cái khách hàng người ta xuống câu cá giải trí rất là nhiều nha mọi người. Rất là thoáng mát. Ngày nãy giờ đa số là Nhân chạy những cái trục đường chính của khu thôi. Còn nếu như mà mình chạy hết luôn những cái đường nhánh, đường ngang, đường dọc đó, thì nó rất là lâu. Đó là Nhân chạy nó chỉ gói gọn trong những cái khu trục đường chính. Rồi bây giờ thì mình quay lại cổng. Thì ngoài cổng ở đây thì bây giờ khách hàng ký gửi lại nó cũng rơi vào trên 1 tỷ một lô. Tức là nó, nếu mà tính giá mét vuông thì nó trên 10 triệu. Trên 10 triệu một mét vuông. Đối với người khách hàng mình hãy nhớ là nhấn nút đăng ký để có thể xem được những video sau mà Nhân làm tại khu Cát Tường Quốc Sinh và những cái khu dự án mới mà lân cận thành phố Hồ Chí Minh. Nhân xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị khách hàng.